không nhận đứa bé này. Không thể nào nói như vậy được đâu. Cái cô Khương Lan này á, người giám hộ theo trình tự đầu tiên của pháp luật của anh Chung Hữu Duy, chuyện này lợi hại thật hả? Bản thỏa thuận ly hôn đang có, không phải nó không có hiệu lực sao? Cho nên cô lấy cái quyền gì yêu cầu chứ hả? Nó không được pháp luật bảo vệ cô à. Vậy anh nói tôi phải làm sao đây? Tôi và đứa bé cũng là người bị hại. Anh, làm sao tôi nuôi con khôn lớn đi? Không, 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 hai chuyện này khác nhau. Chuyện nuôi con của cô hỏi người khác đi ha. Tôi là luật sư, luật sư có lớn đến đâu cũng không lớn bằng luật pháp. Tôi nghĩ cách cho cô đó, cầu xin cô Khương Lan. Phụ nữ với nhau mà, trái tim cũng yếu mềm lắm hả? Dù sao cũng là giọt máu của anh ta mà hả? Đúng không? Tiểu cố luật sư Chu. Xin lỗi. Đã nghe hết rồi hả? Dù sao chuyện này tình hình thật sự chính là như vậy đó. Tôi nói thẳng luôn nè, ông Chung Hữu Duy và bà Tô đây đã có một đứa con gái 4 tháng tuổi. Đứa bé này có phải là của ông Chung hay không? Chúng ta cần làm rõ. Được. Luật sư Chu, chắc ông cũng hiểu, đứa bé này không thể giúp thân chủ của anh giành được quyền mà cô ấy muốn. Đúng. Dù sao mọi người cũng suy nghĩ kỹ lại đi ha. Các người tới đây làm gì? Cô Khương muốn lấy một ít đồ của ông Chung được bố trí trong phòng bệnh của ông ấy. Tôi không đồng ý. Cô không được phép. Dựa vào đâu mà tới chỗ tôi dọn đồ? Tiểu Huệ, là tôi kêu Khương Lan tới đó. Cô ấy nói muốn lấy ít đồ của Tiểu Chung để trưng trong phòng bệnh. Lên đi. Theo tôi nè. Chị Khương Lan. Hả? Ở đây có điện thoại. Đây là của ông Chung sao? Tiểu Chung có một thói quen là trong lúc anh ấy sáng tác thì thích ghi lại từng chút cảm hứng của mình đó. Cái điện thoại này là anh ấy dùng để quay lại. Tôi có thể xem không? Có thể chứ. Không có bí mật gì hết. Là đoạn video cuối cùng. Đây chắc là đoạn video ông Chung ghi lại hôm xảy ra tai nạn. Vậy sao? Hình như là vậy. Hình như chính là hôm đó. Anh ấy, gần đây anh ấy bị bệnh sao? Sao trông có vẻ không được thoải mái cho lắm? Không phải chứ, anh ấy không bị bệnh. Nếu anh ấy bị bệnh, Ngụy Cường đã nói cho tôi biết rồi.
Hình như có chút không khỏe thì phải. Tôi có thể sao chép đoạn video này không? Được chứ, đương nhiên là được. Cảm ơn. Chủ nhiệm Phong, tôi đang ở phòng làm việc của Trung Hữu Duy, phát hiện một đoạn video. Đây là đoạn clip quay trước khi xảy ra chuyện, anh nhất định phải xem thử. Trong anh ấy không được khỏe cho lắm. Đúng vậy, trông có vẻ không tỉnh táo cho lắm. Có khi nào anh ấy uống rượu không? Sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã kiểm tra anh ta, anh ta không hề uống rượu. Nhưng thấy anh ta như vậy, hoàn toàn không phải trạng thái tỉnh táo. Điều này không bình thường chút nào. Cho nên cô nghi ngờ là... Tôi có một dự cảm không lành. Có phải hôm đó anh ấy lái xe đi không? Không phải là chuyện ngoài ý muốn. Chủ nhiệm Phong à, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Khương Lan lúc này ở bệnh viện đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Tại sao cảnh sát phải bắt cô ta chứ? Bệnh viện đã tiến hành kiểm tra toàn diện sức khỏe của Trung Hữu Di. Trong cơ thể ông ta phát hiện có thủy ngân. Trúng độc thủy ngân rồi. Cho nên bây giờ cảnh sát nghi ngờ Khương Lan chính là hung thủ hạ độc chồng cô ta. Bản báo cáo kiểm tra của bệnh viện, Trung Hữu Duy trong video biểu hiện không tốt, không phải là say rượu mà là trúng độc thủy ngân. Con người Khương Lan nhìn có vẻ biết điều. Tôi thật sự không tin nổi cô ta sẽ hạ độc mưu hại chồng mình. Chúng ta không nên dùng cảm tính của mình. Chúng ta hãy gạt bỏ ấn tượng cổ hủ với lại Khương Lan. Thật ra cô ta vẫn có động cơ gây án. Giả sử chồng cô ta chết thì cô ta có thể có được tất cả 120 triệu tệ và quyền định đoạt tài sản. Điểm này đủ để cảnh sát nghi ngờ rồi. Nếu Trung Hữu Duy thật sự chết, theo di chúc, người được lợi lớn nhất chắc là Tô Văn Tuệ mới đúng. Lúc đó Khương Lan không hề hay biết, mà là sau khi Trung Hữu Duy xảy ra chuyện, quản lý của anh ấy mới nói với chúng ta. Cho nên việc này không ảnh hưởng động cơ gây án của Khương Lan. Người hạ độc sao không thể là Tô Văn Tuệ chứ? Cô ấy sống cùng với Trung Hữu Duy, càng tiện gây án. Hơn nữa còn có động cơ lấy tiền hại người. Vậy phải coi chứng cứ cảnh sát có. Hơn nữa thân phận của Tô Văn Tuệ bây giờ chỉ là người tình. Thật sự muốn vì tiền hại người, dù sao cũng phải đợi tới khi kết hôn mới ra tay thì sẽ càng có lợi. Điện thoại của Khương Lan. Alo, chị Khương Lan. Bây giờ chị đang ở đâu? Được rồi, chị đừng đi đâu hết. Và cũng đừng nói nhiều. Đợi chúng tôi đến rồi nói được không? Được. Thế nào? Phía cảnh sát không hề áp dụng bất cứ biện pháp mạnh nào. Chỉ hỏi đơn giản vài câu xong rồi thả về. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện. Vậy chúng ta đi thăm cô ấy đi. Được. Không phải, các người thật sự nghĩ là cảnh sát đang nghi ngờ tôi chứ? Chị không cần lo lắng. Nếu cảnh sát chỉ tiến hành thẩm vấn đơn giản đối với chị, không dùng bất cứ biện pháp mạnh nào, vậy chứng tỏ bây giờ chị chưa phải đối tượng tình nghi chính của họ. Cảnh sát hỏi tôi hôm đó buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ tôi đã ở đâu và đang làm gì. Tôi nói với họ là tôi ở nhà. Tôi đang chuẩn bị đi văn phòng luật sư Nghi Thịnh để ký đơn ly hôn đó. Chắc cảnh sát đã xác định được thời gian trúng độc của Trung Hữu Duy chính là sáng hôm xảy ra tai nạn, từ 7 giờ đến 9 giờ. Hễ là trong khoảng thời gian này, những người từng đến studio của Trung Hữu Duy đều có cơ hội hạ độc. Chị nói xem, lúc đó chị ở nhà có chứng cứ nào chứng minh, ví dụ như hình ảnh video hoặc là nhân chứng chẳng hạn? Bất cứ điều gì có thể chứng minh thông tin ở nhà của chị lúc đó, như vậy cũng được. Không có. Không có. Không có ảnh, cũng không có video. Tôi không liên lạc với ai hết.
camera giám sát của khu nhà này chắc là sẽ chụp được lúc tôi ra ngoài đó. Sẽ chụp được đúng không vậy? Phải, phía cảnh sát chắc đã thu lại đoạn phim, cho nên đã loại trừ khả năng chị gây án đối với Trung Hữu Duy. Lúc đó Tô Văn Tuệ có khả năng đang ở phòng làm việc của anh Trung. Tôi không biết, nhưng cô nhìn thấy rồi đó, cô ấy có chìa khóa của phòng đó. Vậy còn bất kỳ người nào khác có khả năng vào phòng làm việc của anh Trung không? Mấy năm nay công việc của Tiểu Trung có rất là nhiều chuyện tôi cũng không biết rõ nữa. Nguyễn Cường à? Hả? Cậu có biết là còn người nào khác có chìa khóa của phòng này không? Anh Tiểu Trung có một chìa. Chỗ tôi cũng có một chìa. Tô Văn Tuệ có một chìa. Dì Tập Vụ có một chìa. À phải, bên quản lý tòa nhà cũng giữ một chìa nữa. Xin lỗi nha. Alo. Nhạc chuông điện thoại. Trong video cuối cùng của Trung Hữu Duy xuất hiện rồi. Xin lỗi nha. Chuyện này cứ để đó đã vậy ha. Cho nên cô đã nghi ngờ hắn. Cô đoán đúng rồi đó. Anh là Nguyễn Cường đúng không? Đúng, là tôi. Chúng tôi nghi ngờ anh là thủ phạm trong vụ án của Trung Hữu Di, cố tình làm tổn thương anh ấy. Mời anh theo chúng tôi về tiếp nhận điều tra. Sáng hôm xảy ra vụ án, khoảng 7:30, anh đã lẻn vào phòng làm việc của nạn nhân, mới khiến người bị hại trong quá trình lái xe ý thức không rõ ràng, đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bây giờ chứng cứ rõ ràng, anh có muốn nói cái gì không? Nếu không phải tôi tìm từng bài nhạc để sàng lọc cho anh ta, tìm từng tỉ băng đĩa cho anh ta để bán những album cho anh ta, cực khổ tổ chức toàn bộ hoạt động tuyên truyền cho anh ta lấy đâu ra nhiều giải thưởng như vậy chứ? Tôi đối xử với anh ta rất tốt, anh ta lại đá tôi một phát. Chỉ vì một chút tiền, anh lấy mạng anh ta sao? Tôi không muốn giết anh ta, tôi chỉ muốn hủy vọng anh ta, khiến cả đời này anh ta không thể hát được. Tiếng thôi. Tôi muốn cả đời này anh ta không thể hát được. Lúc còn trẻ, chúng tôi là anh em tốt nhất. Anh ấy tỏa sáng trên sân khấu như một ca sĩ vậy. Tôi đứng dưới sân khấu để cổ vũ cho anh ấy. Anh ấy đã thành công, tôi thật sự thấy vui hơn bất cứ ai. Từ khi Tô Văn Tuệ, người phụ nữ đó xuất hiện, anh ấy muốn gạt bỏ tôi. Vậy anh ta không đáng bị trừng phạt hay sao? Chúng tôi đã nộp đơn rồi, làm thủ tục đặc biệt của tòa án, xác định anh Trung Hữu Duy vì người không có năng lực làm việc dân sự. Chị Khương Lan, chị chính là người giám hộ duy nhất của anh Trung bây giờ. Cảm ơn luật sư Cố à. Cảm ơn cô để Tiểu Trung quay về bên tôi. Đừng khách sáo, đây là bổn phận của tôi. Đúng rồi, luật sư Cố à, tôi còn muốn nhờ cô một chuyện có được không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Được. Là như vậy, luật sư Cố à, cô có thể giúp tôi soạn một bản hợp đồng là: thứ nhất, sau này không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được vào phòng của Tiểu Trung, ngoại trừ hai nhân viên y tế thôi. Thứ hai, tôi muốn lấy danh nghĩa của Tiểu Trung thành lập một quỹ để giúp những người ca sĩ trẻ đam mê âm nhạc như anh ấy vậy tự sáng tác ca khúc mới. Thứ ba là tôi muốn cho con gái của Tiểu Trung
mỗi năm 500.000 tệ, cho đến khi nó trưởng thành. Được. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ngược lại con tim tôi đã ổn định hơn. Mọi thứ đều trở nên đơn giản. Tôi cảm thấy bản thân mình giống như trở về thời trẻ vậy. Cả thế giới đều không liên quan đến tôi. Bây giờ trước mắt tôi chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Sau này ngày tháng còn dài, một mình chị chăm sóc cho anh Chung chắc cũng sẽ rất vất vả. Thật ra trước đây hai chúng tôi cũng không có thời gian bên nhau cho đúng nghĩa nữa. Bây giờ thì tốt rồi, có cơ hội rồi. Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ. Những ngày tháng sau này, tôi chỉ muốn được ở bên anh ấy mà thôi. Đợi anh ấy tỉnh lại. Anh trốn ở đây sao? Tìm anh cả ngày luôn. Sao vậy? Thỏa thuận đàm phán giữa Khương Lan và Tô Văn Tuệ đã xong rồi. Tôi đem tới cho anh xem. Ê, ê, đây. Khương Lan quyết định nhanh vậy sao? Đúng vậy. Đối với bất cứ người phụ nữ nào thì đây là những quyết định vô cùng khó khăn. Tôi rất khâm phục Khương Lan. Nè nè, ném vài cú đi. Được. Nè sư phụ, chuẩn bị xong chưa đó? Xong rồi. Chụp nè. Rất tốt, rất tốt. Vẫn đỡ được. Làm tốt thằng đó. Thêm một cái nữa đi. Lần này khó hơn một chút nha. 1, 2, 3. Chụp nè. Wow. Không được, không được. Tại tôi đi giày cao gót nên không được. Đó là lỗi của giày cao gót sao? Tiếp đi. Nè, thêm cái nữa nha. Thêm cái nữa. Lần này phải cẩn thận đó. Cái bao tay này lớn thật. Chụp nè. Wow. Cái này cô cũng chụp được hả? Cô giỏi thật đó. Sao cô làm được vậy? Lợi hại. Nè, anh còn khen nữa. Khen tôi y như khen con nít vậy. Hả? Được. Vậy khen cô như khen bạn bè vậy nha. Nè, 1, 2, 3. Bắt lấy. Wow. Xin lỗi. Xin lỗi. Để tôi cầm giúp cô. Alo, Tôn Tổng. Anh đến rồi đúng không? Được, giờ tôi xuống ngay đi. Anh chờ đó. Tôi xuống ngay đi. Niệm. Anh à, tình hình bây giờ là như vậy. Bên kiểm sát rất tin tưởng chúng ta. Họ có lòng tin vào chứng cứ của chúng ta rồi.
Bây giờ họ đưa ra đề nghị như vậy là để chúng ta chủ động nhận tội để giảm nhẹ hình phạt. Cậu nghĩ sao hả? Tôi nghĩ như thế này. Về mặt tình cảm cá nhân, anh cũng biết mà. Tôi tin tưởng anh 100%. Tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh. Nhưng có điều, từ góc độ luật sư hành nghề, nói thật lòng, chuỗi chứng cứ của chúng ta hơi yếu, rất khó giành được ưu thế. Cho nên họ đưa cho chúng ta điều kiện này, em cảm thấy cũng coi như là có đường lui. Mộ Nhâm, chuyện này không cần bàn bạc. Anh sẽ không thừa nhận chuyện anh chưa từng làm. Anh à, em hiểu rồi. Em nhất định sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt vụ kiện này. Anh cầm lấy. Xin chào. Cái này, còn cái này nữa. À, xin hỏi cô WeChat hay Alipay? Tôi dùng tiền mặt. Đây. À, xin lỗi nha, chỗ chúng tôi không có tiền lẻ. Vậy cô quẹt thẻ có được không? Tôi không dùng thẻ tín dụng đâu. Hay là cô đi đổi đi. Chỗ chúng tôi thật sự không có tiền lẻ, xin lỗi nha. Xin lỗi, có ai đổi tiền lẻ với tôi không? Không có. Quét thẻ của tôi nè, lấy một phần như vậy, cảm ơn. Được rồi, vậy có cần để chung không? Không để chung cần đi. Vậy bỏ đi, chung đi. Đưa tôi, cảm ơn. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Xin lỗi cho chúng tôi qua. Đã thời đại nào rồi, ai còn dùng tiền mặt chứ? Đó là do người ít hiểu biết. Tiền mặt thì sao chứ? Mẹ tôi mua báo cũng dùng tiền mặt. Cô nói xem, cô cũng đâu bao nhiêu tuổi đâu, sao lại giống mẹ tôi quá trời. Nếu anh chê tôi già thì có thể mặc kệ tôi mà. Nè, đừng. Tôi không có nói gì nha. Chỉ cần cô thích là được. Đừng để ý lời tôi nói, hông? Thứ bảy này đừng quên nhé. Đang trong giờ làm, đừng nhắc chuyện gì ngoài công việc với tôi. Xem ra cô rất quan tâm tôi. Xin chào mọi người, tôi là streamer Cao Ca. Mỗi ngày tôi đều kể cho mọi người nghe chuyện. Trước đây cô có xem chương trình của anh ta không? Chưa từng quan tâm. Anh ta thường là stream dám nói những lời rất tàn nhẫn, dám tung tin đồng trời, nên gần đây rất hot. Mẹ của đứa bé, chúng ta tạm gọi là mẹ của bé là Tiểu Lệ đi ha. Còn Tiểu Lệ ở đâu? Cô ấy cho rằng con của mình bị người khác bế đi từ xe mua đồ. Hơn nữa, cô ấy đã quặn hút, khóc hết nước mắt, kêu gọi người bế đứa bé đi, hãy trả con cho cô ấy. Hơn một năm nay, cảnh sát đã tốn rất nhiều nhân lực và tiền của, đều không tìm thấy bất cứ manh mối nào của đứa trẻ mất tích. Mọi người có biết tại sao không? Bởi vì người mẹ này đã nói dối lung tung. Đứa bé mất tích đó, thật ra là người mẹ này đã chính tay bán đi đứa con của mình đó. Đây có phải là một tin động trời không thưa quý vị? Anh ta nói chuyện này có chứng cứ gì không? Cho đến nay anh ta không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Bỏ cạp, bị phát hiện trong nhà mình uống thuốc ngủ tự tử, kết cục khiến người ta cười nghiêng ngả về cái chết của cô ấy. Bản thân tôi không hề có chút thương xót nào, cũng không cảm thấy đau buồn nếu như tất cả kẻ ác gây ra tội ác đều có thể tự kết thúc như vậy. Vậy thì sẽ ảnh hưởng tới xã hội của chúng ta. Đó là một điều không nên xảy ra. Chúng ta tạm dừng. Phải quyết bài trừ. Anh ta nhất định phải nói ác độc tới vậy sao? Phải quyết liệt mới có sức lan tỏa. Đám người bọn họ phải dựa vào đó để mang cơm. Vậy anh ta là bàn thầu xương máu của người khác nên phải trả giá rồi.
anh ta đã xâm phạm quyền danh dự của khách hàng chúng ta. Chúng ta không chỉ yêu cầu anh ta bồi thường, đồng thời muốn tổ chức livestream là bị cáo thứ hai. Các nền tảng livestream Hương đồng ý chi trả bồi thường, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng khách hàng của chúng ta kiên quyết muốn ra tòa. Cô đi nói chuyện với anh ta, nói cho anh ta biết với tình hình của anh ta, ra tòa không phải là lựa chọn tốt nhất. Hiểu rồi. Những người phạm lỗi là Cao Ca, vì sao tôi không thể khởi kiện? Không thể không phải khởi tố, mà là chúng tôi cho rằng nếu như lựa chọn hòa giải ngoài tòa, có thể là đối với anh và gia đình anh sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Hòa giải ngoài tòa? Chẳng phải cho tôi một khoản tiền sao để tôi im miệng hả? Ta nên nói như vậy. Lựa chọn hòa giải bên ngoài tòa, anh có thể lấy được một khoản bồi thường thỏa đáng hơn. Nhưng bây giờ quan trọng không phải là bồi thường, mà để nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Tôi tin con gái tôi nhất định sẽ được tìm thấy. Nhưng mà Cao Ca, trên livestream Cao Ca không hề kiêng dè gì hết, đã vu khống vợ tôi. Cô có biết không hả? Phải. Tôi đã từng nghe những lời nhận xét của anh ta. Anh ấy là người nổi tiếng. Anh ấy lên mạng nói một câu á, sẽ có hàng ngàn người trên mạng hùa theo họ, lên mạng mắng chúng tôi. Nhưng tôi chỉ là một người dân thường thôi, có ai thèm nghe tôi giải thích chứ, đúng không? Cho nên chỉ khi chúng ta bước lên con đường pháp luật, tôi cần đối chất trực tiếp với anh ta trước tòa. Tôi phải hỏi anh ta là tại sao lại vu khống vợ tôi, tại sao chứ? Là như vậy. Nếu như anh chọn khởi tố, có lẽ là anh cần phải dành ra chút thời gian và công sức mới có thể đạt được nguyện vọng của anh. Nếu như chúng ta lựa chọn hòa giải, thì trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới, anh có thể sẽ nhận được một khoản bồi thường rất là khả quan. Anh có thể cầm khoản bồi thường này mau chóng đi tìm con gái của anh. Cô là luật sư, cô là luật sư lớn. Cô cảm thấy thật sự phải hòa giải bên ngoài? Trong trường hợp của anh mà nói, tôi cho rằng đây là lựa chọn hợp lý hơn cả. Chúng ta có thể lựa chọn hòa giải bên ngoài tòa, tiếp xúc với đối phương. Nếu như bàn điều kiện không được, chúng ta có thể tiếp tục quay trở lại khởi tố vụ án này. Được rồi, nghe theo cô hết. Được. Được. Những phần khác tôi đều đồng ý. Đúng. Là cái này cũng được. Nhưng mà những thứ còn lại cứ làm theo lệch của tôi đi nha. Vậy đi. Tôi phát hiện văn phòng luật sư các anh rất thích nhận những chuyện như vậy. Chỉ là lúc họ live stream, chỉ nói đại mấy câu thôi sao? Phải làm tới mức không nương tay vậy hả? Cô chỉ nói bừa thôi, cô đúng vậy không? Hả? Cô tự xem đi. Tôi vừa xuống máy bay, tình hình cụ thể tôi cũng không biết. Anh cứ nói đi. Các anh muốn làm thế nào? Không phải tôi cố ý làm khó cô. Khi khách hàng của cô lúc livestream ăn nói bậy bạ không giữ lời, có một chút không kiên dè gì hết à? Tôi nói anh nghe nè, Cao Ca không phải khách hàng của tôi, nên tảng livestream mới là khách hàng. Vậy thì nói với khách hàng của cô, bọn họ và hành vi họ ký hợp đồng với bên livestream đã gây ra thiệt hại tinh thần rất lớn đối với khách hàng của tôi và ảnh hưởng xã hội vô cùng xấu. Tôi tin các nhà quảng cáo trên nền tảng của các cô chắc là không muốn nhìn thấy sản phẩm của mình có dính dáng tới mấy chuyện tranh chấp pháp lý kiểu như vậy đâu. Tiểu Phong Phong, đối với tôi thì anh không cần phải phô trương thanh thế đâu. Về chuyện này tôi phải về nói chuyện với họ đã, sau đó hẹn với anh. Vậy thì xin nghe theo. Thịnh, thật ra tôi thấy rất thất vọng về anh.
Tôi không ngờ bây giờ ngay cả các vụ kiện về danh tiếng và quyền lực anh cũng bắt đầu nhận rồi. Con người ai cũng phải ăn cơm. Năm đó chẳng phải cô cũng là một cô gái còn cao hơn cả trời sao? Bây giờ chẳng phải cũng đi làm công cho sàn live stream hay sao? Anh nói năm nào? Là năm em yêu anh sao? Chúng ta có thể không nhắc đến chuyện mấy năm đó không vậy? Anh có gì phải sợ chứ? Hai chúng ta chia tay trong hòa bình, tôi cũng không hận anh. Luật sư Cố, tìm tôi có chuyện gì đúng không? Tôi giới thiệu với cô, vị này chính là luật sư đối phương trong vụ án Cao Ca. Hứa Thiến Ni. À phải, đây là luật sư của văn phòng chúng tôi, luật sư Cố Niệm. Chào cô, luật sư Hứa. Xin chào. Thật ra chuyện của chúng ta đã bàn xong rồi, cho nên tôi thấy cô có thể. Thì ra vẫn còn việc phải làm. Chẳng trách vội đuổi tôi đi như vậy. Vậy tôi không ở đây cản trở nữa. Chúng ta hẹn nhau sao? Vào trong nói đi. Tìm tôi có việc gì không đây? Tôi tìm anh có chuyện gì? Đúng, tôi trưa nay tôi ra ngoài một chuyến, sau đó tôi quay lại lúc 2 giờ chiều, được không? Được mà. Làm xong việc rồi ra về là được. Nè, thật ra cô gái vừa nãy... Cô rất đẹp. Chị Niệm à, tài liệu này cần cho chủ nhiệm lệnh ký tên ngay đó. Được. Chị không thể đổi người khác hay sao vậy? Tôi thật sự không hiểu, sao cậu lại sợ Hứa Kỳ Ni tới vậy chứ? Sợ, sợ lắm luôn đó. Chị đổi người khác giùm đi được không? Không được, chị tự lên đi. Tôi thật sự rất tò mò, nếu cậu đã sợ cô ấy tới như vậy, năm đó sao vẫn còn yêu nhau mấy năm vậy? Cô ấy chính là một sai lầm đó. Cậu nói thật đi, năm đó cậu đã làm gì Hứa Kỳ Ni? Người như cô ấy, tôi còn có thể làm gì cô ấy được chứ? Là cô ấy đã làm gì tôi thì đúng hơn. Dù sao cũng là ác mộng, chị hiểu không vậy? Một sai lầm lớn nhất trong lịch sử yêu đương của tôi đó. Cho nên, liên quan gì tới công việc chứ? Cô ấy đâu thể ăn thịt cậu đâu. Cô ấy ăn thịt tôi thật đó chị. Chủ nhiệm lệnh. Vào đi. Chủ nhiệm lệnh, văn bản này cần chữ ký của chị. Được. Đúng rồi, luật sư Cố. Lần này còn cần cô và chủ nhiệm Phong hợp tác chặt chẽ, nhất định phải tóm được Hứa Kỳ Ni. Chị dâu, có cần uống gì không? Không uống đâu. Thế nào rồi? Tin tốt đó là đã lấy được quyết định bảo lãnh chờ xét xử rồi. Vài ngày nữa luật sư Tống có thể về nhà. Vậy tin xấu thì sao? Đó là tình hình hiện giờ rất bất lợi cho chúng ta. Tôi đã nói chuyện với luật sư Tống rồi. Phương án tốt nhất chính là nhờ chủ động nhận tội để giảm nhẹ hình phạt. Nói như vậy anh cũng thấy Tống gia thần có tội sao? Tôi tin đạo đức nghề nghiệp của Tống gia thần. Anh ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này, lén lút báo tin cho kẻ tình nghi, còn hủy hoại chứng không cứ. Không phải chị dâu à, vấn đề lớn nhất bây giờ đó là trong thời gian Đỗ Khang bị giám sát, hoàn toàn không có tự do cá nhân, có thể tiếp cận anh ta khoảng cách gần, đồng thời cũng giúp hắn làm việc, thì ngoài luật sư Tống ra không tìm được ai hết. Chị dâu à, nghe em nói đi. Em cũng do một tay luật sư Tống đào tạo ra, về mặt tình cảm thì tuyệt đối không cần nói. Nhưng vụ án của Đỗ Khang đúng là có liên quan phức tạp. Hơn nữa chị cũng biết mà, có lúc con người không tự quyết định được. Tôi thực sự không nghĩ ra những lời này sẽ nói ra từ miệng của Từ Mộ Nham. Uổng công bao nhiêu năm nay chúng tôi tin tưởng cậu như vậy. Chị dâu à, chị đừng có sốt ruột. Tôi nghi ngờ là có lý do. Năm ngoái có phải luật sư Tống từng tặng chị một vòng tay đúng không? Đó là anh ấy tặng quà kỷ niệm ngày cưới cho tôi. Sao anh lại biết chứ? Tôi từng nhìn thấy ở văn phòng luật sư Tống. Bởi vì nó đẹp nên tôi nhớ rất rõ. Nhưng mà mấy hôm trước
Trong danh sách nhận hối lộ của Đỗ Khang, tôi nhìn thấy một cái vòng tay giống hệt y chang như vậy. Anh có chắc là nó giống nhau không? Bởi vì có ảnh, tôi không có nhìn lầm đâu. Ý của anh là Đỗ Khang đã đem quà hối lộ để tặng cho Tống Gia Thần, sau đó Tống Gia Thần lại dùng nó làm quà cưới tặng cho tôi. Chị dâu à, tôi có thể xem vòng tay được không hả? Không được. Vậy tốt nhất là chị nên cầm chiếc vòng tay đến tiệm trang sức hỏi thử, xem thử rốt cuộc là ai đã mua lúc nào vậy. Nếu không phải luật sư Tống mua, vậy chắc là có vấn đề thật rồi. Đúng rồi, đây đúng là tiệm chúng tôi bán với số lượng giới hạn. Xin hỏi có giúp được gì cô không? Tôi hy vọng có thể xem một chút thông tin thanh toán lúc đó. À, lúc đó là cô tự mua sao? À, không phải tôi tự mua, chắc là chồng của tôi tự đến mua. À, tên của chồng cô là... Tống Gia Thần. À, vậy được, mời qua bên này. À, được. Đem hồ sơ tiêu dùng tháng 10 năm ngoái giúp tôi chỉnh một chút. Ừ, đi làm việc đi. Là khoảng chừng tháng 10 năm ngoái, tên là Tống Gia Thần đúng không? Đúng vậy. À, xin lỗi cô nha, ghi chép chỗ tôi không trùng khớp với thông tin cô cung cấp. Có thể là thẻ của người khác mua giúp chồng cô. Tôi cũng không rõ lắm. Chỗ cô có thể nhìn thấy thông tin về người thanh toán lúc đó mà, đúng không? À, xin lỗi cô, tôi không thể cung cấp thông tin này cho cô. Ờ, vậy cô khẳng định người thanh toán không phải là Tống Gia Thần? Ừ, đúng vậy. À, được rồi, cảm ơn cô. À, không có gì. Chào cô, đi thông thả. Tôi hành nghề bao nhiêu năm nay, về mặt kinh doanh tôi trước giờ không thẹn với lòng. Tôi không giúp Đỗ Khang làm bất cứ chuyện gì phạm pháp cả. Vụ án của Đỗ Khang rất phức tạp, chuỗi lợi ích đang xen lẫn nhau. Tôi là luật sư biện hộ trong vụ án của anh ta, vị trí của tôi rất nhạy cảm. Xin lỗi cô nha, ghi chép chỗ tôi không trùng khớp với thông tin cô cung cấp. Cần cũng được ra tòa rồi, chúc mừng nha. Đâu có dễ như vậy chứ. Tôi tới để lấy đồ. À, tạm biệt. Cô thân với người của toán quá ha. Ờ, đợi tôi chút, tôi đi photo cái này. Tôi không nhìn lầm chứ? Thật sự là cô sao? Cô là Đường Tiểu Anh đúng không? Đã lâu không gặp rồi. Xin lỗi nha, anh nhận lầm người rồi. Sao có thể chứ? Tôi là Thái Nhuận Nam nè. Xin lỗi, tôi không quen với anh. Cô nhớ lại đi, lúc hai chúng ta học cấp 3 còn từng cùng nhau tranh luận trong cuộc thi ở quận mà. Làm gì vậy? Xin lỗi nha, hiểu lầm thôi. Chúng tôi quen nhau. Cô có quen ta không? Tôi không quen. Cô ấy cũng quen kìa, anh mau đi đi. Vậy xin lỗi nha, tôi có thể nhận nhầm người rồi. Người gì mà thần kinh quá trời, không bức hiếp cô chứ? Không sao, chúng ta đi thôi. Ê nè nè, còn đồ. Không sao chứ? Tôi không sao. Tâm trạng của cô không ổn. Người đàn ông đó vừa nói gì với cô? Anh đừng hỏi nữa, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Ờ được. Ừ.
Giấy chứng nhận đại diện đội một khâu lực đạt hạng ba cuộc tranh luận của huyện, nay khen thưởng đội viên Diệp Cần Cần, Đường Tiểu Anh. Về tới rồi, về tới rồi. Đi 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 đi. Hey, nè, về tới rồi. Ây da, cô Niệm à, về tới rồi. Nhìn thấy nó lên lầu rồi. Ây da. Đồng Đồng, ba con về không ra đón sao? Ê, mẹ. Về rồi hả? Dạ mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ? Đưa cho thôi mẹ. Để con cầm cho mẹ. Sao chỉ có một mình con vậy Tiểu Từ đâu? Cậu ấy về nhà trước rồi. Sao không kêu cậu ấy lên ăn cơm? Không sao đâu, cậu ấy bận rồi. Được rồi, để hôm khác. Đưa con. Cứ để cho mẹ, con đang đợi đó. Đây là gì vậy hả? Quần áo cũ thôi. Trời, vậy thì không cần đem vô nhà, ngày mai mẹ đem bỏ. Trời. Đồng Đồng, ba con về rồi nè. Hả? Đồng Đồng, không phải con nhớ ba con sao? Ba về rồi nè. Nè, qua đây con gái. Ba con có cao hơn không? Con cao hơn ba rồi nè. Sao không cao được? Nửa năm trời con không về nhà. Con gái, nhớ ba không? Con nhớ ba. Nhớ ba lắm. Hôn ba cái coi. Bận hả? Nhà bếp bừa bộn quá. Anh qua bên kia đi. Đồng Đồng, con dẫn ba con qua bên kia ngồi đi ha. Đi. Con ngồi xuống nghỉ chút đi ha. Dạ. Nè Đồng Đồng. Ba đi qua đây, con có quà cho ba. Đây ba qua đây, cẩn thận chút nha. Ba qua đây đi. Con cho ba coi đi. Ba coi đây dưới. Đây là quà của con và bà nội cùng nhau chuẩn bị đó. Còn cái này nữa. Cái này là do con vẽ đó nha. Còn đây là tiếng Anh mà bà dạy cho con. Để con đọc cho ba nha. Chào mừng ba về nhà. Con chúc bà may mắn. Con đọc sai chút xíu. Mọi điều may mắn cho ba. Cái này không có sao hết. Chỉ cần ba biết là được rồi. Con gái ba thật thông minh. Ba đừng hôn con, đừng hôn không con. Không có râu đâu. Râu của ba đâm con đó. Ba không có râu mà. Đau lắm luôn. Rửa tay đi. Đúng, ba đi rửa tay nha. Dạ ba. Con đi rửa tay mau đi. Dạ con để ở đây. Để gọn vô đừng có để bị ướt. Được rồi, cái này cũng để gọn vô ha. Ê, Cố Niệm à, đưa cho anh. Đừng đừng, đi ra đi. Đừng để dầu bắn đầy người anh. Được. Anh qua bên đó đi. Anh tránh ra. Thấy ba về con vui không? Qua đây. Con đói chưa? Đói chưa? Con không đói. Trưa nay ăn nhiều rồi. Hay là con ăn trái cây trước đi. Không muốn ăn đâu, không sao. Mẹ nói con nghe. Khoảng thời gian con không có ở đây, vợ của con nó khổ lắm ha. Ban ngày
dọn lên bàn được rồi ha. Được. Nè, ăn cơm thôi. Đi. Mình cần ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Mẹ nấu cơm thơm quá đi. Được rồi. Ây da, hôm nay chúng ta phải uống vài ly chúc mừng mới được á. Ê, để anh bưng. Không cần đâu, anh ngồi đi. Con rót nước cho đồng đi. Ây da. Ở đây. Ê, uống chút nước cam. Nè, con uống ít thôi còn ăn cơm nữa. Bữa nay có nhiều món ngon quá nè. Đây. Có đủ món rồi. Nè. Nấu nhiều món ha. Thơm quá đi. Nè, con uống chút rượu đi. Dạ. Bà nội cũng muốn uống. Niệm, con cũng qua ăn đi, đừng làm nữa. Còn một món cuối cùng. Nấu nhiều món vậy còn món cuối nữa hả? Nhiều món quá ha. Đói rồi đúng không? Hả? Chờ mẹ nấu xong rồi ăn luôn. Buổi sáng, buổi chiều. Ai chà, xong rồi. Canh thịt viên. Canh thịt viên. Rồi, ngồi xuống đi. Alo. Đi bây giờ sao? Nhưng mà giờ nhà tôi nhất định phải đi sao? Được, vậy mọi người đợi tôi. Bây giờ tôi sẽ qua đó liền. Tôi qua đó liền mà. Mẹ, bên văn phòng luật sư có chút chuyện gấp, nên bây giờ con phải qua đó liền. Mọi người ăn trước đi. Con đi, chút nữa con sẽ về liền. Con sẽ đi về nhà liền. Con cũng không biết có thể về nhà liền hay không nữa. Gia thần. Ôi trời, phải lưu lại khoảnh khắc này. Chào mừng anh về nhà. Cảm ơn em. Ôi trời, tốt quá rồi. Ôi trời, tốt quá. Ăn cơm đi nha. Vậy em đi trước đi.小小的失眠，就能在黑暗里留住一缕光，在疲惫中重拾一颗清凉，像一场没有梦的睡眠，像一
窗帘，银雀和猫头鹰的世界，一枚硬币的两面。nghe tin gì chưa? Tống gia thần được tại ngoại giờ phút thẩm rồi. Chuyện này hồi nào vậy? Chiều ngày hôm nay, bây giờ chắc cũng đang về tới nhà rồi. Luật sư cố niệm ra tay là có thể khiến hắn tại ngoại phúc thẩm, lợi hại gì? Cả nhà của Alibaba từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Sau đó Alibaba. Gia thần, anh ra đây một chút, em có chuyện cần nói. Được rồi. Được rồi, mẹ con tìm ba có chuyện. Con ngủ trước được không? Nè. Nè, từ từ. Lên đi. Có chuyện gì sao? Còn nhớ cái này không? Nhớ chứ. Là quà của anh, tặng em năm ngoái nhân dịp kỷ niệm ngày cưới mà. Em tới tiệm trang sức rồi, họ nói vòng tay này không được mua bằng tên của anh. Hơn nữa từ mộ nham, trong danh sách vật chứng của bên kiểm soát, phát hiện ra một chiếc vòng tay y chang, là tiền hối lộ mà Đỗ Khang từng nhận. Sao lại như vậy được? Tống gia thần, anh nói thật với em, anh và Đỗ Khang rốt cuộc có từng trao đổi lợi ích không? Anh nói rồi, anh chưa từng làm ra những chuyện gì. Vậy vòng tay này anh giải thích ra sao? Cái vòng tay này thật sự là lúc đó không phải do anh đích thân mua. Anh nhớ lúc đó anh đang xử lý một vụ án ở văn phòng luật, anh đã nhờ trợ lý của anh mua cái vòng này về. Em còn tin lời anh được không? Cố niệm à, chỉ riêng chuyện này em nhất định phải tin tưởng anh. Anh không biết tại sao nó lại xuất hiện trong vật chứng của bên kiểm sát nữa. Nhưng nếu từ mộ nham có ý định cho em biết thì chuyện này chắc chắn không đơn giản đâu. Chuyện này em sẽ đi điều tra rõ ràng. Trước đây anh nói hoài nghi từ mộ nham. Khoảng thời gian này em sắp xếp lại việc trước đây cậu ta thu thập vật chứng, nhân chứng và những thứ khác. Em phát hiện ra hướng điều tra của cậu ấy đều không có vấn đề. Có phải anh nghĩ nhiều không? Theo mức độ phức tạp vụ án của anh và năng lực của cậu ta, không thể qua lâu như vậy vẫn chưa có tiến triển gì. Vì vụ án này của anh liên quan đến nhân viên công ty Sông Phóng, thân tín của Đỗ Khang, rất nhiều người ở bên cạnh anh ta, còn có 6 cảnh sát trực ban hôm đó. Số người liên quan quá nhiều và phức tạp. Nếu như Từ Mộ Nham muốn điều tra chuyện này rõ ràng, thật sự là phải tốn rất nhiều thời gian. Tiếp theo đây, em sẽ bắt đầu sắp xếp mọi việc, sẽ từ nhân chứng vật chứng, hy vọng có thể tìm ra điểm đột phá mới. Cảm ơn em cố niệm. Khỏi cảm ơn, đây là chuyện mà luật sư nên làm. Ngủ sớm đi. Nè, Đồng Đồng còn chờ anh kể chuyện cho nó nghe. Em ngủ sớm đi.
Ơ, vậy rồi sao? Mới sáng ra anh đã... Con còn đang ngủ kìa. Tối qua nó bắt anh đọc sách cho nó nghe tới hơn 12 giờ mới ngủ. Hơn 12 giờ mới ngủ? Đúng rồi, anh nấu cơm xong rồi. Nè, ngồi đi. Lâu rồi chưa ăn cơm anh nấu. Sau này sáng nào anh cũng nấu cho em ăn. Em khỏi lo. Bây giờ dù gì thì em cũng làm việc ở ngoài rồi. Em cứ yên tâm mà đi làm đi ha. Mọi chuyện ở nhà có anh rồi. Anh sẽ chia sẻ với em. Anh biết là bây giờ em vẫn chưa quen được. Không sao hết, cứ từ từ ha. Đồng đồng nên dậy rồi, để em đi kêu nó. Không cần, để anh đi. Mà ăn sáng xong anh còn chở con đi học nữa, cứ để cho anh. Em ăn sáng đi, để nguội không ngon. Đồng đồng nhanh lên con, không thì đi học trễ đó. Ê, em chưa ăn miếng nào? Em có hộp sữa là được rồi. Nè. Nè. Chào. Anh tức giận với nó làm gì? Chào. Làm ly cà phê không? Ê, Trang. Thiệt là ngại quá. Làm cho cô một ly mới nha. Cảm ơn anh. Tống gia thần sao rồi? Bình thường. Khoảng thời gian nhà cô gặp khó khăn nhất cuối cùng cũng đã qua rồi hả? Đã qua thật rồi sao? Sao tôi thấy chỉ là mới bắt đầu. Còn chừng nóng đó. Cảm ơn anh. Ít nhất là khi anh ấy về, cô không cần chịu tất cả áp lực một mình nữa. Nếu không thì thực sự rất vất vả đó. Thật ra khoảng thời gian này tôi cũng đâu phải chỉ một mình. Anh lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Nếu không chắc chắn tôi sẽ không vượt qua được. Những chuyện tôi làm chỉ được bao nhiêu đó thôi. Không, tôi rất biết ơn anh. Thật ngại quá. Chào. Có phải là tôi tới không đúng lúc không? Làm gì có. Chúng tôi đang đợi cô đó. Cho tôi một ly cà phê đi. Anh biết sở thích của tôi mà. Sao hả? Bên của các cô đã suy nghĩ tới đâu rồi? Nền tảng bên này hy vọng đồng đội của tôi có thể khiến chuyện này chuyện lớn quá nhỏ. Cố gắng đừng để tới giai đoạn kiện tụng. Sự lựa chọn sáng suốt. Tôi để ý thấy trong điều kiện của bên anh bao gồm một điều: yêu cầu bồi thường 1 triệu tệ. Nói chính xác là 1.750.000 tệ. Cho dù nói thế nào, nền tảng trực tiếp bây giờ đồng ý bồi thường 1 triệu tệ cho khách hàng của cô làm điều kiện hòa giải hai bên. 1 triệu tệ sao? Cái con số này hình như là không thành ý cho lắm. Nhưng chúng ta có thể thương lượng. Còn lời xin lỗi công khai của thân chủ. Chuyện này không phải chúng ta nói là được. Nhưng khách hàng của tôi đã cố gắng thuyết phục Cao Ca. Nhưng bản thân anh ấy chưa đồng ý làm như vậy. Phía bên tôi đề nghị 1.750.000 tệ. Tiền đề là phải xin lỗi trực tiếp. Nếu như mà thân chủ không thể trực tiếp công khai, vậy thì con số cụ thể chúng ta phải bắt đầu thương lượng lại từ đầu. Nếu như chúng ta bàn bạc như vậy, có lẽ khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn. Không sao đâu. Cô tới không phải để chặt giá với chúng tôi hay sao? Thôi vậy đi, bây giờ chúng ta tính sổ đi, được không?
đã tới nơi rồi. Hy vọng là hôm nay cả nhà mình cùng nhau chứng kiến rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào. À, tới rồi. Thấy chưa? Ở đây nè, chính là cái cơ sở luật sư đã vu khống tôi. Đây, tôi xoay ống kính nha. Qua bên kia, cả nhà mình xin cùng coi đi nè. Xin lỗi, anh có hẹn trước không? Đây, văn phòng luật sư Nghi anh Thịnh ơi. Hòa. Đó, cả nhà anh nhìn ơi. Thấy chưa? Nghi Thịnh và văn phòng luật sư nè. Đó, coi ở đây có bao nhiêu người anh hả? Ơi, chỗ chúng mọi người không coi đi nè, coi có hoành tráng không? Hả, coi đi. Nè. Qua đây nè. Đi qua đây nè. Không có được chụp hình. Không được anh ơi. Có mấy người này là ai chứ hả? Là ai đi? Chúng ta có quen hay không hả? Cả nhà mình cùng theo kính nào. Nào, đi theo kính coi nào. Đi vào đây. Xin lỗi, trời ơi, chúng không tôi được thật quay. Sự không cản thấy anh chưa, ấy được. Thấy chưa, thấy chưa? Đi, để tôi xử lý. Thấy chưa, hả? Nè. Họ kiếm được bao nhiêu tiền chứ hả? Nhân vật chính hôm nay nè. Cả nhà cùng một tiếng lên tiếng đi nè. Cảm ơn. Cảm ơn món quà của anh Hạo Nhi nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nói anh biết đây là một cuộc họp bí mật. Bây giờ anh buộc phải tắt thiết bị máy quay của anh đi. Cảm ơn trái dưa leo của anh Lô nha. Anh Cao à, sao lại tới đây? Mọi người đã bàn về chuyện của tôi, tại sao tôi không thể tới chứ? Đó chính xác là chúng tôi đang bàn bạc và thỏa thuận với bị cáo thứ hai của bản án. Anh không có quyền tự ý quay chụp ở đây. Cảm ơn nha, cảm ơn Ferrari của sếp Soái. Anh Cao à, anh nên tắt điện thoại ngay luôn đi, đừng có kiếm chuyện nữa. Nguy hiểm. Nên lúc đó thì bình thường lúc về thì không được. Được rồi, cho tôi thời gian 5 phút, đừng quẹt nữa. Nè. À, cha. Ôi cha. Anh Cao, hành vi livestream vừa rồi của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự công việc hàng ngày của sở luật sư chúng tôi, còn xâm phạm đến quyền riêng tư của cuộc họp. Tôi hy vọng anh có thể xóa cái video đó đi. Video mà tôi mới quay là trải nghiệm cá nhân tôi. Văn phòng của các anh chỉ là bối cảnh mà thôi. Nếu hôm nay tôi đến trung tâm thương mại tôi quay một video như vậy thì bảo vệ có phải là cũng uy hiếp tôi xóa video không? Bớt giỡn đi, là thời đại nào rồi? Tôi hy vọng anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu như anh kiên quyết không đồng ý xóa video đó đi, sợ là anh phải chấp nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật đó. Ôi trời đất ơi. Oh my god. Tính hù tôi hả? Nhà anh cũng đâu có mở tòa án. Đâu phải chỉ có mình anh hiểu luật đâu. Nè, luật sư à, các cô có phải đều thích cái kiểu phô trương thanh thế này không hả? Anh Cao à, anh hãy bình tĩnh chút có được không? Như vậy đi, chúng ta tiếp tục chủ đề vừa nãy có được không? Hồi nãy chúng tôi đang nói tới điều kiện chúng ta có thể đồng ý hòa giải là anh Phạm Nghi Quân cần phải rút đơn tố tụng, hơn nữa không được nhắc đến bất kỳ vụ kiện dân sự nào cùng với... Chờ chút. Ai đồng ý hòa giải vậy hả? Đâu ai thông báo cho tôi đâu. Anh Cao à, nền tảng cho rằng chuyện này nên xử lý nhanh chóng và âm thầm nhất có thể. Được rồi, vậy thì tôi coi một chút mấy câu mà tôi nói đáng giá bao nhiêu tiền. Cái gì hả? 1.750.000 à? Hào phóng ha. Ý kiến của ai vậy? Ai đồng ý đưa tiền chứ? Chuyện này tới giờ vẫn chưa có phương án cụ thể. Chờ sau khi xác định số tiền, nền tảng sẽ được thương lượng và phân chia số tiền với anh. Được, ai đồng ý thì tự trả. Tôi tuyệt đối không vì mấy lời vô bài đó mà trả một đồng nào đâu ha. Nhưng anh nhất định phải có trách nhiệm với quảng cáo của nền tảng. Nếu chuyện này tiếp tục phanh phui thì hình ảnh quảng cáo của nền tảng sẽ bị ảnh hưởng. Nhà quảng cáo, tổn thất của nhà quảng cáo, anh ta chịu trách nhiệm. Ý của anh là sao chứ? Khách hàng của các anh không phải nói tôi tầm bậy trong buổi livestream sao? Không phải là muốn kiện tôi sao? Tôi có thể kiện ngược lại, phản bác lại lời vu khống đó. Vì tất cả những lời tôi nói phía sau đều là những nguồn tin xác đáng, chuẩn xác từng chữ. Vậy tôi xác định số tiền nha. 1.750.000, được không hả? Anh Cao à, pháp luật không phải là trò chơi đâu. Tôi hy vọng anh nên suy nghĩ cho thật kỹ những lời tự miệng anh vừa phát ra. Ôi trời đất ơi. Nè, từ khi tôi bước vô đây anh đã nói bao nhiêu lần hy vọng rồi. Nè, con người của anh nó có phải từ nhỏ đã thích cầu nguyện không hả? Các người có bằng chứng gì để chứng minh Tiểu Lệ mà tôi nói trong buổi livestream đó chính là người tự sát của các người chứ?
Tôi ở trong phòng livestream, tôi đã che giấu tên thật của cô ấy rồi. Các người muốn khiến tôi đúng không? Vậy kiện đi. Cáo ca tôi đi hầu tòa cho, quyết không hòa giải. Thất vọng chưa hả? Lâu rồi chưa gặp người nào không biết lý lẽ như vậy. Rừng lớn thì chim nào mà không có. Anh ta ăn nói vô lý vậy. Công việc trước đây đều công cốc. Hết cách rồi, chúng ta phải chuẩn bị ra tòa thôi. Sợ là chuẩn bị lại phải tăng ca. Không sao hết, tôi đi chuẩn bị những tư liệu video trước đây xuất thành file. À đúng rồi, cô thông báo mọi người một tiếng, nửa tiếng đồng hồ sau tập hợp ở phòng họp. Chúng ta coi livestream của Cao ca. Được. Đừng có ấn lệch nữa. Để đứng, ấn vào. Càng ấn mạnh thì hình càng đậm. Sao rồi, cho nội coi thử. Giỏi quá đồng đồng. Được rồi. Ba ơi, ba coi. Trời, ba coi coi, làm hoa văn đẹp quá. Nè, ba chụp một tấm nha. Nhìn ba nè, chụp một tấm nha. Được rồi. Giỏi quá. Nè, em sắp về chưa? Cơm nước đã xong hết rồi, chờ em thôi. Mẹ, hôm nay con vẫn còn công việc, buổi tối có thể phải tăng ca. Mọi người ăn cơm trước đi, đừng chờ con. Con chờ chút nữa nha, ba mới gửi tin nhắn cho mẹ con đó. Mẹ sẽ về liền bây giờ, chúng ta chờ mẹ vào cùng ăn được không? Ba coi, ba coi còn hình nào chưa làm nè. Cái hình Tết Trung Thu hình như chưa có làm đâu. Đúng rồi. Được rồi, con thử đi. Gia thần à, hay là vậy đi, con nó cũng đói rồi, cứ để đồng đồng ăn trước. Không được đâu, con phải chờ mẹ về cùng ăn. À đúng rồi, con đi làm bài tập trước nha. À, thôi được, con gái ngoan, thật hiểu chuyện. Con bé đúng là. Gia thần, hồi nãy cô Niệm nó gửi tin nhắn cho mẹ, nói hình như là nó bận không về được, không về ăn cơm á. Gửi hồi nào vậy? Con nhìn thời gian là biết, mấy phút trước. Ăn cơm thôi mà. Hay là chúng ta ăn trước đi. Được, chúng ta ăn trước. Được, để mẹ dọn bàn đã. Mấy món này đủ chúng ta ăn rồi. Đồng đồng không có ở đây cũng tốt. Có chuyện này mẹ muốn nói với con. Con nghe. Con coi, đối với cô con dâu Cố Niệm này, trong lòng mẹ thật sự công nhận đó. Khoảng thời gian con ở trong đó, nó muốn ra ngoài làm việc, mẹ cũng vô cùng ủng hộ. Nhưng nó ở trong cùng đơn vị, chắc chắn là có nam có nữ, đúng không? Nó lại rất ưu tú, hơn nữa điều kiện về mọi mặt không tồi, lại còn rất trẻ, khó tránh sẽ có đồng nghiệp nam để ý, tán tỉnh. Mẹ nói con nghe, có một người nha, thường xuyên chở nó về nhà, mẹ và đồng đồng đã nhìn thấy nhiều lần rồi, đồng đồng nó không có chịu. Con biết người mà mẹ nhắc tới, cậu Thịnh, bạn cùng lớp với cổ, nhỏ hơn con một khoa. Con quen hả? Đi làm tan làm cùng nhau, chuyện thường không phải như mẹ nghĩ đâu. Ơi trời, ở trên mạng có nói là tự nhiên mở cuộc họp bạn học, tự nhiên có cặp ly dị nhau. Mẹ à, bây giờ con sẽ đi đón cổ về, mẹ với cháu ăn trước nha. Được. Mẹ chờ nha, để đồng đồng ăn trước, tháo cái này ra. Con tranh thủ đi đi. Đi nhanh về nhanh nha. Vậy thì
kinh nghiệm ở Nghi Thịnh và trong phòng luật sư khiến cho quyết định và khẳng định phải bảo vệ quyền lợi cá nhân hợp pháp của tôi. Hơn nữa, tôi đảm bảo với mọi người tôi sẽ tuyệt đối sẽ không nhận số tiền dơ bẩn đó. Tôi phải làm cho ra lẽ. Tại sao phải làm như vậy mọi người biết không? Vì tôi biết, vì người mẹ đó trong khoảng thời gian mang thai muốn bỏ đứa nhỏ, hơn nữa còn tới bệnh viện gây rối một trận. Video miễn phí hôm nay của chúng ta lên sàn. Tôi không muốn đứa con này. Sao số của tôi khổ như vậy? Tôi thật sự không muốn đứa con này. Đó, mọi người thấy chưa? Bằng chứng như vậy có thể nói rõ điều gì? Nói rõ người mẹ này trước khi đứa con chào đời đã không muốn rồi. Khách hàng có nói với cô về chuyện này chưa? Kết thúc buổi livestream hôm nay, cần xác nhận lại một lần nữa. Được rồi. Tôi sẽ bí mật, một bí mật nhỏ. Đó là những luật sư bình thường nhìn thấy đường hoàng đứng đắn như vậy, như Nghi Thịnh và văn phòng luật sư này vậy. Có một người ha, bình thường thì khoác lên tấm áo bào chính nghĩa, nhưng thật sự thì phía sau lại làm ra những chuyện không ai ngờ được. Bình thường thì nhìn người cũng đàng hoàng lắm đó, nhưng thực ra thì rất là giả tạo. Mọi người thấy hoàn toàn không phải bộ mặt của hắn đâu. Người này là ai? Mọi người có muốn biết không? Biết hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là phía sau hắn vẫn còn một bí mật không thể nói cho người khác biết. Vậy cái bí mật này là gì? Tôi sẽ tiết lộ một chút với mọi người ha. Ảnh cáp màn hình, thực ra còn video. Nếu mọi người... chờ một chút, để tôi cáp màn hình cái đã. Thu thập chứng cứ đi. Kẻ dám lấy Nghi Thịnh ra làm trò đùa, tôi nhất định phải gặp anh ta ở trên phiên tòa. Nghiêm trọng quá. Đúng rồi, việc này nghiêm trọng quá mà. Không nè, chờ đã, chờ tôi một chút. Là trong vụ án cưỡng hiếp của Cao Thiên Vũ, tôi và cô ấy cùng nhau tới khách sạn để thu khỏi những người như vậy. Chỉ sợ thiên hạ không loạn như Lý Đại Vệ mà thôi. Ai trời, không có lửa sao có khói. Đâu phải chuyện tự nhiên mà có. Đây là đan bàn. Ngày nào cậu và Cố Niệm cũng tra vào có cặp, hận không thể cùng cô ấy đi tra tất cả các vụ án. Làm sao người ta không nghi ngờ được? Chúng tôi cùng nhau tra án, tôi cũng đâu thể vì tránh điều tiếng mà không cho cô ấy làm việc bình thường chứ. Như vậy không phải có tật giật mình hay sao? Nếu như Cố Niệm được vào văn phòng luật sư này theo cách tuyển dụng thông thường, đương nhiên cậu không cần phải ngại. Cậu có biết bây giờ mọi người nói hai người ra sao không? Cậu kêu tôi sau này làm sao quản lý như người khác chứ? Tôi hiểu rõ ý của chị, cho nên bây giờ tôi đang cố gắng rút ngắn thời gian tiếp xúc ngoài công việc với lại cô ấy. Chị còn muốn sao nữa? Tiếp xúc công việc cũng không được sao? Tóm lại chuyện phiền phức này là do cậu tự chuốc lấy. Bây giờ cũng chỉ có cậu mới có thể tự giải quyết được. Phong Thịnh. Ê, sư huynh hả? Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Tan làm rồi. Đúng đúng. Tới đón Cố Niệm có đúng vậy không? Đúng vậy, tôi tới đón cổ. Không đem dù à? À, tôi đã gọi xe rồi. Ờ. Trời mưa gọi xe khó lắm. Đúng vậy, cho nên phải chờ thôi. Làm những chuyện xấu xa phía sau lưng mà không ai biết. Bình thường trong anh ta cũng đàng hoàng lắm. Thật ra anh ta rất là giả tạo. Bên ngoài á, mọi người đều nhìn thấy, đó không phải là bộ dạng thật của anh ta. Người này là ai vậy mọi người có muốn biết không? Có biết người này là ai? À đúng rồi. Cố Niệm nói với tôi là khoảng thời gian này cậu rất quan tâm cô ấy. Cảm ơn nha. Mọi người đều là bạn học mà, là chuyện tôi nên làm mà thôi.
Phong Thịnh à, cậu chính là bạn cũ của cổ, nên tôi muốn nói là dù sao cổ cũng kết hôn rồi, hơn nữa có gia đình và con cái cần chăm sóc. Tôi không hy vọng cô ấy bị công việc đè nặng lên. Cậu hiểu chứ? Tôi hiểu chứ. Văn phòng luật sư cũng không yêu cầu làm thêm giờ đâu. Tôi cũng không muốn công việc chiếm dụng thời gian của gia đình cô ấy. Cảm ơn. Sao anh lại tới đây? Tới đón em tan làm. Hai người đang nói gì vậy? Không, không nói gì hết. Chỉ là lâu rồi không gặp, ôn một chút chuyện cũ mà thôi. Đúng. Hai người mau về nhà đi. Hay chúng tôi chở cậu về luôn nha. Mưa to như vậy. Không cần không cần, xe tôi cũng sắp tới rồi. Vậy được. Vậy chúng tôi về trước. Đi nha. Gần đây công việc sao rồi? Thuận lợi không? Đừng làm gì quá sức đó. Em biết rồi. Đúng rồi, trước đây anh có để ý từng vụ án mà em làm. Anh thấy làm rất tốt. Đặc biệt trong đó án say rượu và vụ án ly hôn Khương Lan. Thật sự rất giống em của trước đây. Em làm án rất nhiều, sao anh chỉ quan tâm hai vụ này? Thân chủ của hai vụ án này đều cống hiến vô điều kiện cho đàn ông. Đúng. Anh coi livestream của Cao Ca rồi, chắc chắn là giả. Bây giờ những người vô tri trên mạng nhiều quá, em đừng để bị họ ảnh hưởng. Nhưng mà Cố Niệm à, dù sao em cũng là một người mẹ, anh cảm thấy em vẫn nên để ý một chút. Em nói coi đúng không?